Xin chào mọi người. Tả cha họ. Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 15, tương ứng với phần tiếp theo của bài 6 quyển 1. Đầu tiên là cách nói người nước nào, nguyên văn là nào nước người. Nả của rến. Nả. Nả. Của. Của. Rến. 人哪国人？哪国人？bạn là người nước nào？你是哪国人？你是哪国人？bố bạn là người nước nào？你爸爸是哪国人？ 你爸爸是哪国人？东的张东是哪国人？张东是哪国人？Mike 是哪国人,人哪？迈克是哪国人？ Mai khờ của đơn? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói Trung Quốc. Trung của Trung 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 Của Của Trung của Trung của Người Trung Quốc nguyên văn là Trung Quốc người. Trung Quốc Trung Mình là người Trung Quốc. Tôi là Trung Thầy giáo Vương là người Trung .その Quốc. 王老师是中国人。王老师是中国人。Trương đ ô 张东是中国人。张东是中国人。 你是哪国人？你是哪国人,你哪國人你中國？我是中国人。我是中国人。我是中国人。bạn thì sao？hãy nghe và nhắc lại。 ，你呢？你呢？呢？你呢？你呢？bây giờ là từ nước Mỹ, nguyên văn là Mỹ quốc. Mỹ quốc. Mỹ. Mỹ. Quốc. Quốc. Mày cua. Mày cua. Người Mỹ. Mày cua rấn. Mày cua rấn. Hãy luôn để ý cụm danh từ trong tiếng Trung. Danh từ trung tâm chính nhất đạt ở cuối cùng. Những phần bổ nghĩa cho nó còn lại hay gọi là định ngữ đạt ở trước nó. Hãy thử nói tôi là người Mỹ 我是美国人。我是美国人。An là người Mỹ à？你是美国人吗？你是美国人吗？Hãy hỏi lại bạn là người nước nào？你是哪国人？ 你是哪国人？我是中国人。你呢？我是中国人。你呢？我是美国人。 mày của bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. đúng đi bắc kinh tuổi trùy Bảy chiêng thiên an môn thiên an mấn đi hay không đi đi hay không Chuy bú chuy. Tạm biệt. Dạy diện. Bố. Bà bà. Ngồi. Dùa. Cảm ơn. Xìa Công việc bận không? Công dùa máng mắc. sức khỏe tốt không？身体好吗？请 hỏi quý tính của bạn。请问你贵姓？Trương Đông. Trang Tung. Tên là gì？叫什么名字？ Họ chương. họ trang. Mike, Michael. Người nước nào? Nà của rấn. Bạn thì sao? Bạn nơ. Người Trung Quốc. Trung quốc rấn. người Mỹ, mày Mỹ người